Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Gia Rỉ nha các bạn. Thì trong video này hôm nay mình sẽ cập nhật cho anh chị và các bạn là từ dòng 1000cc tới lui về 150cc nha mọi người, dòng Sport Bike ha. Trong những cái dòng phân khối lớn thì nó sẽ có Stack Bike đó. Rồi thì bây giờ mình sẽ cập nhật kỹ nha, và các bạn vui lòng mình theo dõi kỹ cái clip này, mình sẽ quay cụ thể cho anh chị và các bạn luôn, quay tất tần tật cho anh chị và các bạn. Các bạn nào mình muốn mua, tại vì cũng sắp lễ rồi mọi người, thì các bạn mua thì mình chịu khó mình đến ha. Tại vì trong trước cái ngày lễ thì hiện tại đang giảm giá rất là mạnh, qua lễ tới ngày 1 tháng 5 sẽ kết thúc chương trình, có nghĩa là có những dòng sẽ giảm tới 13 15 triệu cũng có nha mọi người, và những cái dòng 150 thì sẽ giảm là 3 triệu 9 cho anh chị và các bạn ha. Rồi thì bây giờ mình quay cho anh chị và các bạn nha, mọi người xem thì mọi người chú ý xem kỹ giùm em ha. Thì em sẽ quay từ dòng lớn xuống nhỏ đi, mọi người chịu khó qua giùm em nha. Rồi thì đầu tiên là một con Kawasaki Z800 nha mọi người. Z1000 thì hôm nay bán một con rồi đó. Đây là một em Kawasaki Z800. Biển số 71 nha mọi người. Màu đỏ đen rất là đẹp luôn. Z800. Để đi bao nhiêu ngàn nha. Con này thì đi 23.000 nha mọi người. Đó. Đó là Z800. Các bạn nhìn tiếng máy phê không? Quá phê nha mọi người. Body là Bo SC. Con này thì đời 2016, giá là 177 triệu. Dòng này thì giảm 5 triệu cho anh chị và các bạn nha. Biển số 71. Audio là đi, nãy mình chọn cái chế độ cái size nha mọi người. Trong này là đi 16.500 đi chính coi. Z800. Rồi, con bên này thì Z8 luôn nè mọi người. Con này Z8 là màu xanh nha. Anh chị và các bạn nào mình đam mê thì mình liên hệ mình mua nha. Đó, màu xanh đen. Cái này lô Z8 toàn là những em đẹp không. Biển số 60. Con bên này thì Audi đi 18.000, giá cũng là 177 luôn. Cũng giảm 5 triệu. Tôi chắc test một con thôi nha mọi người, test một con cho nó nhanh. Đó, những cái thông số như thế cho anh chị và các bạn biết ha. Rồi, bên này dưới này là còn một con Z8 nữa. Đây. Z8 này, con này đời 2016. Con này là biển số 59 nha mọi người. Đi 2. Con này có trong đổ nè. Bô thì bô zin thôi chứ cũng có bộ độ nha mọi người. Con này cũng thuộc dạng đẹp đấy. Con này tới 180 lận. 180 mà giảm 5 nha. Audi đi 21.000. Biển số là 59 nha mọi người. Rồi để mình đề. Thấy xanh không mọi người? Còn. Yếu xanh thôi. Đó các bạn ơi. Nghi bô zin thì nghi đi mô tô mà nghi bô zin thì không sướng tí nào cả. Đó. Tại vì khi mình trải nghiệm cái dòng bốn máy này phải nhắc tới là tiếng máy nó nổ gầm á. Thích là thích nhất cái quả những cái đó nha mọi người. Có đây thì 180 triệu giảm 5 triệu là còn 175. Đó. Rồi. Mình lên Z1000 cho anh chị và các bạn nha. Z1000 thì đi một con rồi, còn lại ba con. Con này cũng tuyệt đẹp luôn. Con này là bản mà sơn lại nha mọi người. Con này nó sơn á, chủ nó thích cái màu này, nó sơn cái màu rất là đẹp. Con này cũng cứng xe nha. Con này thì lên trong đổ, lên bô. Con này đời 2015. Giá là 245 triệu. Audi là 12.000 coi thôi. Hôm nay thì nó đi cái con màu cũng màu đỏ đỏ. Màu giống như này nè mọi người. Mà đi rồi. Con nó cũng con cọp á, cái con cọp mà 245 á thì bán rồi, hôm nay còn con này thôi. Con này còn cọp hơn con kia luôn. Con này cũng Audi 12.000. Bô con này móc nha.
nghe đi, rất sướng. 245 triệu. Rồi, tiếp tục một con nữa cho anh chị và các bạn luôn. Con này là màu xám xi măng, có màu xanh nữa nha mọi người. Dòng Z1000 này giảm là 10 triệu đấy. Con này là giảm 10 triệu này. Audi đi 23.053 coi, biển số 92. Đó. Giá là 229 mà giảm 10 là còn lại là 219 nha mọi người. Ngân hàng thì hỗ trợ chỉ có 40 triệu thôi. Thì những cái dòng này anh chị và các bạn thật ra mình muốn mua thì mình phải chuẩn bị tiền, chứ còn ngân hàng đâu hỗ trợ cao đâu. Rồi, con bên này thì rẻ này. Z1000 này á, cho anh chị và các bạn là con này thì 159 mà giảm 9 triệu, còn 150 này, giảm 10 triệu luôn, còn 149 mọi người. Z1000 còn 149 triệu thôi. Một trăm năm mươi chín giảm 10 triệu còn 149 nha mọi người. Đó là về Z1000, Z800 mình vừa quay qua cho anh chị và các bạn ha. Xuống phân khối thấp hơn thì mình nghĩ là chỉ còn Ninja 650 thôi. Ninja 650 thì còn con này nha mọi người, màu xanh đen. Còn cái con mà màu xanh kia thì bán rồi. Con này thì 2019 luôn. Audi là 8.585 coi, biển số 29. Dạ. Đó, chú này tới xem xe nè mọi người. Con này là 143 triệu nè mọi người. 143 triệu để mình đề tiếng máy mà. 650 thì nó chỉ có hai mấy thôi mọi người. Chú kia vẫn nhận ra mình. Con này nó đi qua Bô Độ nha. Đó. Con này thì 143. Dòng này chắc mình nghĩ là vẫn giảm 5 triệu đấy. Anh em mình tới, cứ tới nhiệt tình đi. Qua cái dòng CBR500 này, hiện tại còn 3 con nha mọi người. Con này đi 2000 coi, đời 2020. 163 giảm 10. Hình như con này dòng này hình như đang giảm 15 triệu luôn á, đang xả ra luôn á, nên giảm xuống 15 triệu mọi người. Anh chị và các bạn mua thì mình liên hệ 163 giảm 15. Con bên này cũng tương tự nè. Con bên này thì 168 á, 2020 luôn đi. Để mình coi đi bao nhiêu ngàn coi. Con này thì không nhớ, mình nhớ lắm. Con này đi 3.900. Đó, những con Bozin này nổ rất là êm. Con bên này 163 cũng giảm là 15 luôn á. Dòng CBR500 xả ra nên giảm sâu luôn đó mọi người. Rồi, con bên này biển số 47 này, đời 2019 là 157. Con này giảm 15 triệu luôn đó. Xả ra cho anh chị và các bạn mà. Nên anh chị và các bạn nào mình thích con nào thì mình tranh thủ thời gian mình ghi tới số 5 đường Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương đó. Ngoài ra thì dòng CB500F thì hiện tại còn 2 con. Con này thì màu xanh đó. Giá con này là 142, giảm 5 cho anh chị và các bạn là 138, đi 11.000 coi, đời 2018 nha. Con bên này thì màu đen, con này cũng đi coi Bô Độ nè. Này thì biển số 17, 2018, 136. Con này giảm 6 là còn 130. Đó là cái dòng mình quay xuống tới dòng 500 rồi nha mọi người. Nãy giờ mình lại sốt một cái dòng nữa anh chị và các bạn, dòng gì không nhớ. Đó là dòng Z650 mọi người. Z8 thì có lại Z650 luôn. Đợt này là có đủ luôn mà. Rồi, Z650 thì còn một cặp này mọi người. Một cặp con này 650, biển số 67 á, đời 2018. Audi là đi coi. Con này đẹp lắm. Audi đi 3.323 coi. Đó. Biển số 67, 3.323 coi, các bạn nhìn đi. Con xe thì khỏi phải bàn nha. Con này biển số 61, đời 2018.
là 149 triệu nha mọi người. Dòng này dài chắc chắn là giảm 5 triệu này. Đó. Rồi, tiếp tục với Z650 nữa nè mọi người. Con này là biển số 59 á, 142 đời 2017. Cũng giảm 5 triệu cho anh chị và các bạn luôn, còn 138. Con này đi 12.000 coi. Cho mọi người. Rồi, tiếp theo là một con Rebel 300. 300 thì hôm nay còn một con thôi, còn lại là mấy con này là 500 nha mọi người. 300 thì đang rút hồ sơ. Con này là 92 triệu, dòng này thì giảm 3 triệu á, còn 89 triệu cho anh chị và các bạn nha. Xe thì con này đẹp đấy. Con này nó lên được cái ốp ốp bên trước này mọi người. Để như bảo vệ. Với lại đèn này. Với lại cái bô. Rồi, bô zin vẫn còn nha mọi người. Tiếp tục là Rebel 500 đời 2020 là 159 triệu. Con này là biển số 59 đi 1456 coi. Biển số 59 A3. Rebel 500. Con này cũng gọi là xuất sắc. Giá là 159, dòng này thì cũng giảm 5 triệu. Còn 154. Con bên này thì Rebel này là biển số 47 2019 luôn, cũng 150, giảm 5 là còn 145. Con bên này cũng tương tự nè, con này là màu xám nha. Mọi người chú ý á, Rebel này là Rebel 500, biển số 59 luôn, 2018, cũng là 150, giảm 5 là còn 145. Đó, các bạn nhìn đi. Rebel. Rồi, sáng tiền đây 300 nữa thì có Benelli 302. Con này là 60 triệu 9 nè mọi người. Con này là R3 2018 85 triệu thì hiện tại giảm 5 còn 80 triệu. 2018 biển số 82 công tâm nha mọi người. Ngoài ra thì 300 nữa là có là BMW biển số 75 2019. Con này là 103 triệu đó. Cũng giảm 5 cho anh chị và các bạn á. Ngoài ra thì các bạn nhìn đi, dòng MT15 trong này là dòng xe mới và xe cũ đều có. Xe cũ thì hôm nay còn một con thôi mọi người, đời 2018, giá là 87 mà giảm 5 còn lại là giảm 3 mọi người, còn lại là 84. Con này là rút hồ sơ luôn nha mọi người. Còn bên này thì về những cái dòng MT như thế này thì anh chị và các bạn mua thì mình liên hệ. MT này là hiện tại giá con này nữa này, biển số 79 này, con này cũng là xe cũ nè mọi người, giảm 3 là còn lại 100 tròn này. Còn những cái dòng mà ví dụ xe mới như thế này á thì bên cửa hàng hỗ trợ trả góp 70 triệu. 70 cho anh chị và các bạn nha. Thì các bạn chỉ cần mang theo tầm 40 triệu là mua được ha. Là giá 109 giảm 3 là còn 106 nha. Đó. Các bạn nhìn MT thì còn khá nhiều. Bây giờ mình sẽ xuống mình quay tiếp cho anh chị và các bạn nữa là dòng CBR 250. Đó. CBR 250 này mọi người. Thì hiện tại con này là 123. Con này là giảm 13 triệu này. Đó. Giảm 13 triệu thì còn lại là 110 triệu này. À con nhầm. Con này biển số 94. Thì con này 123 thì con này giảm 5 thôi mọi người. Giảm 5 là còn 119. 118 nhé. Đúng rồi. Con bên này thì CBR 250 biển số 63 2020 129 giảm 3 là còn giảm 5 luôn là còn 124. Con này đi 3.000 coi nha. Biển số rất đẹp. Ngoài ra thì CBR 250 con này bị giảm cực sâu này cho anh chị và các bạn luôn. Con này là giảm 13 triệu là còn 101 nha mọi người. Các bạn lưu ý nha. Giảm còn 101 triệu. Đó. Tiếp tục là CBR 150 thì hiện tại mình báo tổng cho anh chị và các bạn nha. 150 thì hiện tại là giá từ thấp nhất là 53, cao nhất là 67 ha, đang giảm 3 triệu 9 một chiếc ha. Mình báo cái khoản nha các bạn, mình theo dõi nha. Tại vì bản 67 có nghĩa là bản ABS á mọi người. Còn về GX thì thấp nhất là 42 và cao nhất là 55. Đó, và giảm 3 triệu 9 thì các bạn cứ trừ ra nha. Rồi đích thì còn tầm 20 con. Trả góp thì những con này thì tầm 15-17 triệu là mua được à. Ngoài ra thì dòng R15 V3
Thì anh chị và các bạn lưu ý R15V3 hiện tại đang cũng giảm 3 triệu 9, thấp nhất là 49 triệu, cao nhất là 59 triệu ha. Thì mọi người mua R15V3 thì chuẩn bị tầm 18 triệu nha mọi người trở lên. Anh chị và các bạn có thể mua được ha. Thủ tục là chỉ cần chứng minh nhân dân với lại giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân với lại là hộ khẩu nha mọi người. Rồi thì mình vừa lướt qua anh chị và các bạn một số dòng xe, các bạn nào mua những cái dòng nào thì mình chịu khó mình liên hệ nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở clip tiếp theo nha. Đừng quên nhấn vào nút like, nút chia sẻ, nút đăng ký, đồng hồ.